Alright, so mình mới nhận được cái hộp này về. Thì trong cái hộp này á, thì có một đôi, không phải một đôi giày mà là hai đôi lận. Đây, thì ở đây chúng ta có đôi Neutral Grey 85. Và ở đây chúng ta có thêm một đôi Neutral Grey, nhưng mà phiên bản low top. Thì ở đây là hai đôi, hoàn toàn brand new. Mình chưa có đụng vào luôn, mình mới chỉ lace up lên thôi. Và thực ra thì hai đôi giày này đã được mình gửi đi cho Huy để mà làm custom cho nó giống như kiểu là nó age look á. Tại vì đây là một cái mà mình khá là thích, tại vì nó giống như kiểu làm cho nó giống như cái đôi giày của năm 1985, cái đôi giày OG. Và đặc biệt hơn thì đây là một đôi giày nó thiết kế theo cái gần như theo mình nói chuyện với anh Bình là đây là đôi giày 85% là cái shape rồi tất cả mọi thứ nó khá là giống những cái phiên bản 585. Ý đồ đầu tiên của mình là mình muốn đưa cho Huy, tại vì Huy rất là giỏi làm cái đấy, nhưng mà vì một số lý do và Huy đã cầm đôi giày này của mình đến 2 tháng và thực sự là vẫn chưa hoàn thiện xong đôi giày này, thậm chí là chưa đụng vào luôn. Thì mình có hỏi Huy là ồ, send lại cho mình và mình sẽ làm một cái video mình tự làm một cái đôi giày này theo một cái phong cách là aging. Thì đây là một cái trend khá là rộ thời gian gần đây ở Mỹ. Không phải ai cũng thích cái điều này, nhưng mà đây cũng là một phần mà giống như kiểu phá giày á. Thì mình cũng không biết là mình sẽ làm như thế nào. Thì mình có học được một số cái cách thức làm ở trên mạng và ngày hôm nay thì mình sẽ làm thử. Và mình giống như kiểu mình sẽ nhân đây mình làm cái video để mà chia sẻ với các bạn. Nếu mà bạn nào có hứng thú làm giống như này thì có thể phá giống mình thôi. Thì mình cũng không biết là kết quả sẽ thành công hay thất bại thì mình không biết. Nhưng mà chắc chắn một điều rằng là mình sẽ vẫn up cái video này lên và sẽ chia sẻ cho các bạn về quá trình mình làm đôi low top và đôi high top này nhá. Không chỉ phá một mà phá cả hai. Alright, let's go. Ok, việc trước tiên thì mình sẽ tháo cái dây giày của đôi giày này ra. Mình tháo hết cái dây giày ra nha. Ok, thì hiện tại mình đang có mặt ở sân sau nhà mình. Và đây là một cái thùng nước mà mình đã chuẩn bị sẵn. Đây là thùng nước lạnh bình thường thôi, mình để trong một cái thùng to. Và sau đó thì mình sẽ bỏ cà phê vào. Thì đây là một cái công thức mình học được ở trên mạng thôi. Mình thấy có rất là nhiều người sử dụng cái công thức này. Thì mình sẽ bỏ cà phê vô cái này và mình sẽ cùng nhau mix nguyên cái đống này. Dễ trên mạng người ta không có nói là bỏ bao nhiêu cà phê, thì mình cứ bỏ đại, bỏ hết luôn. Cái này mình nghĩ có vẻ hơi nhiều quá, một hơi chơi liều. Mix cà phê lên hết với nước thì nó sẽ làm cái nước này nó khá là độc. Này mình sợ hơi nhiều cà phê đó. Sau đó thì như các bạn đã biết thì mình sẽ nhúng cả hai đôi giày này vô trong này. Sót quá. Trời luôn. Cái điểm khó nhất á, là làm sao để cho đôi giày lúc nào nó cũng nằm ở dưới mặt nước này. Thế mình phải kiếm cái cục nặng hay kiếm cái gì đè nó xuống. Đây là cách duy nhất mình có thể làm để mà giữ được cái đôi giày ở dưới nước. Nó dùng một cái chảo, dùng một cái hộp đè nặng đặt lên là nó cũng cuối cùng thì nó cũng nằm xuống. Ok, thì như công thức của mấy người trên mạng dạy mình á, thì là mình sẽ sốc cái này này trong này 24 tiếng. Nhưng mà mình nghĩ là cái thanh của người ta á, rất là bự, cái lượng cà phê bỏ vào không nhiều, thành ra là mình sẽ chỉ có cho nó ở trong này tầm đến sáng mai thôi. Thì trong sáng mai, bây giờ mình đang là buổi chiều rồi, thì đến sáng mai mình sẽ lấy ra, rồi mình sẽ mang vô máy giặt, mình giặt lạnh. Và sau đó thì lấy ra thì chúng ta sẽ lấy được thành quả của chúng ta. Thì để xem là sáng mai sẽ như thế nào nhá. Mình sẽ để này nguyên đêm. Hy vọng là vợ không biết và đừng có chửi mình. Ok, hẹn gặp lại các bạn ngày mai nhá. Ok các bạn, vậy là 24 tiếng đã trôi qua. Bây giờ thì mình sẽ lấy cái này ra. Để dùng mấy cái đồ hơi bị cùi bắp làm cái weight để đè cái này xuống á. Đây nha, lấy cái này ra. Đây là đôi giày của mình sau. Oh my god, bẩn. Ok, đây là đôi giày của mình sau 24 tiếng sốc trong cái nước này.
Đây là đôi giày mình ngâm trong cà phê 24 tiếng. Ok, vì lý do nó cực kỳ bẩn nên mình phải đi găng tay. Ok, bây giờ mình sẽ lấy đôi giày này ra, đặt vào cái thau này. 6 toa. Wow, màu come out cực kỳ đẹp luôn. Nhưng mà không hiểu sao nó không có đều. Mình không biết vì sao. Không biết chỗ trắng chỗ vàng. Có thể là mình ngâm không có đều cái phần mà một nửa dưới nước á, thì nó mình hiểu lý do rồi. Cái phần một nửa nó ở dưới nước thì nó trắng, còn cái phần mà bị ngoi lên mặt nước ấy, thì nó không được ấy cho lắm. Mình phải nâng thêm rồi cái phần này. Bạn thấy không, cái phần đế á thì nó vẫn còn hơi trắng là tại vì nó bị ngoi lên mặt nước. Vậy là ở tôi ở bên này, cái mặt bên này nó chưa xuống hẳn này. Nó là lý do vì sao chúng ta cần cái weight để mà đè cái đôi giày này xuống nước. Ok, vậy là mình thấy cái đôi lâu á nhìn nó khá là ổn rồi, tại vì nó ở dưới nước đủ lâu rồi thì nhìn nó có thể rất là tối. Thì bây giờ mình sẽ mang cái đôi này vào nhà, mình sẽ rửa sơ sơ. Còn cái đôi này thì có thể mình sẽ phải xốc nó thêm một lúc nữa, tại vì nó vẫn còn chưa có đủ cái màu mà mình muốn lắm, nó vẫn còn hơi bị trắng quá. Ok, bây giờ mình sẽ mang cái đôi giày này vào trong nhé. Ok, bây giờ mình phải rửa đôi giày này cho nó hết sạch cà phê ra. Đó, thì là đây là đôi giày mà sau khi đã được rửa xong hết cà phê. Nên là mình còn phải vứt cái đôi giày này vào máy giặt mà giặt nữa, chứ không phải là để nguyên như này. Nhưng mà cái màu thì sau khi nó hơi bị cũ quá. Nói chung là cái điểm này mình không học hỏi nhiều, tại vì mình còn phải lúc mà mình ngâm á, nó không có đều nữa. Thấy có cái điểm mà nó còn vết này không, nó không được đều nguyên đôi giày. Nhưng mà sau khi thì mình thấy cái màu nó khá là vintage, nhìn khá là hay. Tất nhiên là sau khi mà mình bỏ vô máy giặt, mình giặt thì nó sẽ còn fade đi bớt, chứ nó không có đậm như thế này. Hình ra là sofa mình thấy thì nó cũng khá là ổn đấy. Nhìn màu nó cũng khá là vintage. Rất là thích cái màu này. Nhìn loang loang, khá là đẹp. Ok, bây giờ thì có thể là bây giờ mình sẽ đi giặt cái đôi giày này trước, khi mà mình sẽ phải đợi. Có lẽ mình sẽ xốc cái đôi giày kia thêm khoảng độ nửa ngày nữa, chứ không ngay đâu. Nhưng mà có lẽ bây giờ mình sẽ đi giặt đôi giày này trước để xem là kết quả ra làm sao. Ok, người bạn mình nói á, là phải bỏ cái sushi vô trong cái đôi giày giặt á, nếu không thì nó sẽ bị mất form. Nên mình sẽ bỏ cái sushi vô này. Ngoài ra thì mình cũng bỏ đôi giày này vô một cái túi. Cái túi này giống như cái túi giặt đấy đó, mặc dù nó không phải là cái túi giặt. Mình sẽ vứt cái đôi giày này vô máy giặt, giặt đến cold water. Oh my god, văng cha ra ngoài hết rồi. Ok, khoảnh khắc mà tất cả chúng ta chờ đợi cuối cùng đã tới. Đây chính là đôi giày sau khi được giặt. Mình không biết mình nên có dừng lại đây không, hay là mình tiếp tục mình nghiên cứu làm thêm các trò khác. Nhưng mà so far là thế này, nó là thế này. Hiện tại thì chỉ có chờ mình phơi để cho nó khô rồi lay sắp nó lên là coi như xong. Nhưng mà cái màu thì mình chưa ưng lắm, tại vì cái màu midsole á thì rất là đẹp rồi, nhưng mà cái phần upper á thì nó hơi bị đậm quá so với mình suy nghĩ. Đang suy nghĩ là không biết có cách nào mà làm cho nó fade bớt không, thì mình dùng thử cái wipe mà có cồn á, xem có bớt không. Các bạn nghĩ sao? Ok, thì bây giờ mình sẽ mang cái đôi giày này mình đi phơi để xem là ngày mai khi mà nó khô thì nó thế nào. Ok. Nửa đêm lò mọ nhưng mà thằng dở hơi.
Thì mình mới lấy cái đôi giày 2 ở trong cái coffee tank ra. Và các bạn có thể thấy được là cái màu cái đoạn này này. Lý do vì sao mình mới ngâm thêm là tại vì chỗ này nó màu trắng, trong khi nguyên cái này nó màu ngà rồi. Thì mình vẫn không hiểu lý do vì sao. Thì bây giờ mình có xem lại hình ở trên mạng những cái đôi giày 85 màu gì á, thì cái màu ở trên này này nó kiểu như thế này chứ nó không phải là vàng quá như thế này. Như thế này á là mình hơi quá tay. Ok, thì mình sẽ có cách xử lý là mình sẽ sử dụng acetone và mình sẽ bỏ vô những cái giấy wipe và mình sẽ phải trà cho cái này cho nó trắng lại. Thì ở bên đây mình có làm cho nó trắng lại thì nhìn nó cũng đỡ đỡ hơn rồi. Đó, nên là dưới đây thì mình cố gắng mình làm cho nó trắng nhất nếu có thể. Perfect nó sẽ là như thế này, nó màu hơi ngà ngà, rất là đẹp. Còn đây thì hơi bị quá tay. Mình không hiểu vì sao mà nó loang không có đều mà nó lại giữ lại phần này, trong khi mấy phần này thì nó lại bị. Thì mình cũng không hiểu lý do vì sao. Nhưng mà bây giờ mình sẽ phải cố gắng mình trà cho nó hết. Còn phần áo xô thì nó đang là quá đẹp rồi, cái màu rất là đẹp luôn. Ngâm cho nó vàng cho cố và bây giờ lại mò lại phải trà cho nó trắng lại. Ok, mình sẽ tiếp tục làm cái này và mình sẽ update cho bạn sau nhá. Thì sâu là mình cũng đã clean được khá là sạch rồi. Và các bạn có thể thấy được là nhìn nó rất là đẹp rồi. Nhìn nó cũng khá là ổn rồi. Bây giờ mình phải mang đôi giày này đi giặt thêm cái nữa thì cho nó chắc thôi. Thế còn sofa là mình thấy cũng khá là ổn rồi. Bây giờ mình phải working cho cái đôi bên kia nữa. Đây này. Thấy hai đôi nó khác hẳn nhau không? Bên này nó vẫn còn rất là vàng, còn bên đây thì nó trắng hơn này. Đó, nãy giờ mình mới tốn từng này giấy để cho nó với cả acetone xài rất là nhiều rồi. Ok, sau một hồi mình phải trà lại cho nó trắng thì mình cảm thấy khá là ưng với cái phiên bản ở thời điểm hiện tại. Bạn thấy là phần upper khá là trắng, cái phần midsole nó vàng, nói chung là nhìn nó khá là tự nhiên, nhìn nó nói chung là ngày mai mình sẽ phải phơi cái này để cho nó khô lại thì màu nó sẽ còn fade thêm nữa. Nhưng mà phải nói là ngày hôm nay thì khá là fail với phiên bản low top. Tại vì mình đã cố gắng mình trà rồi nhưng mà nó không thể nào nó khá hơn được. Trong cái phiên bản này thì nhìn nó đẹp hơn rất là nhiều. Cái thứ nhất có thể là do cái chất liệu da ở trên đây. Cái chất liệu da này là da trơn không, thành ra là độ bám của nó khó hơn. Còn ở đây là da nhăn thì nó bám vào nhiều hơn. Và mình nghĩ là cái coffee tank của mình bỏ hơi bị nhiều cà phê. Cái thứ hai nữa là cái chất liệu da này không nên ngâm quá là lâu. Mình nghĩ cái chất liệu da này mình ngâm tầm 2-3 tiếng là ổn rồi. Còn cái chất liệu da này thì mình có xem trên mạng thì người ta ngâm đôi này đến 24 tiếng thì mình cũng bắt chước người ngâm 24 tiếng. Thì nói chung là ở thời điểm hiện tại thì nhìn nó khá là ổn. Sau khi mà mình đã phải clean bằng acetone, nói chung là rất là ổn. Thì bây giờ mình sẽ cố gắng mình clean cái này thêm một xíu nữa để xem có khá hơn không. Và mình sẽ đợi đến ngày mai để cho mình sẽ phơi hai đôi giày này. Sau đó thì mình sẽ cập nhật cho các bạn tiếp nhá. Nói đi nói lại chứ cũng 1 giờ sáng rồi đó. Ok. Sáng nay thì mình lấy hai đôi giày này ra để chúng nó tắm nắng. Thì sofa mình chúng nó sắp các thứ rất là mặc rồi. Đặc biệt là đôi hai top. Đôi long top thì mình clean lên một xíu thì nhìn nó cũng khá là ok rồi. Đó. Đôi hai top thì mình cực kỳ ưng luôn. Bạn tin được đây là đôi giày mới tinh không? Đó. Thì chờ đến tối nay hoặc ngày mai khi mà đôi giày nó khô rồi thì mình sẽ bắt đầu mình lace up lên và mình sẽ finish một số cái finish ra. Mình thấy rất là ổn rồi đó. Vâng, thưa các bạn, cuối cùng thì sau 2 ngày phơi ở ngoài sân, cuối cùng thì cũng đã khô rồi. Và đây là thành quả của mình. Đây là đôi high top và đây là đôi low top. Thì so far mình thấy kết quả nó cũng khá ổn. Bây giờ thì mình cũng sẽ cùng nhau là bỏ cái dây giày vào để mà xem là cái concept nó sẽ ra làm sao nhá. Thì ở đây mình có hai sợi dây giày theo phong cách là retro OG 85. Mình mua được ở website là Foxtrot Uniform. Thì đây là một cái website chuyên bán những cái đồ phụ kiện để mà custom những đôi giày vintage. Thì mình có hai sợi dây giày màu hồng ở đây thì mình sẽ lace up vào.
xem kết quả xem ra nhá. Ngoài ra thì ở đây mình còn có một cái chai, nó giống như kiểu cái marker chuyên để vẽ cái phần miso để làm cho cái màu sắc cho nó giống như kiểu những cái đôi giày vintage á. Thì nếu mà để mà lát nữa để mình xem là có cần thiết hay không thì mình sẽ apply vô đôi giày. Ok. Ok các bạn, thì sau tầm 5 phút mình đã lấy sắp xong và đây là kết quả cuối cùng của mình về hai đôi giày này. Cái đôi hai top mình vẫn còn chưa giặt, mình mới chỉ giặt sơ sơ qua thôi và cái phần lưỡi gàn vẫn còn khá là bẩn. Nhưng mà cái idea chính của mình là mình muốn làm cho nó thành bẩn bẩn kiểu vậy, nhìn cho nó đẹp. Thì trong lần làm lần này thì mình cảm thấy rất là ưng cái đôi hai top, tại vì các bạn có thể thấy được nó rất là đẹp. Lát nữa thì mình sẽ làm một ít b-roll phần on-fit cho các bạn thấy được là mình on-fit cái đôi giày này. Ngoài ra thì ở cái đôi low top thì mình có cảm giác như mình khá là fail ở đôi này. Mình có một chút ít chia sẻ là nếu mà bạn nào mà có ý định làm giống như mình thì đây là lần đầu tiên mình làm và tất cả những trải nghiệm mình làm ở trong video này là hoàn toàn là tự nhiên, mình không hề là thử nghiệm trước hay gì hết. Tất cả đều là lần đầu tiên mình làm và tất cả những bước mình làm thì mình đã hướng dẫn ở trong video. Không phải hướng dẫn mà là mình đã làm trong video, và bạn nào thích làm theo thì làm. Thì mình có rút ra được một số kinh nghiệm nếu mà các bạn còn muốn làm theo, là cái lượng cà phê các bạn bỏ vô thanh thì đừng bỏ quá nhiều, và các bạn nên có thời gian để mà canh kiểm soát là xem các bạn muốn cái màu sắc của nó sẽ như thế nào. Ngoài ra thì luôn luôn cố gắng là phần midsole màu nó sẽ đậm hơn so với phần upper. Thì tất cả những đôi giày thì nó sẽ có chất liệu khác nhau và cái độ mà màu của nó bám vào thì nó sẽ khác nhau theo thời gian. Ví dụ như là cái đôi hai top này thì cái màu của phần upper này nó khó bám vào hơn rất là nhiều so với phần midsole, thành ra cái màu của nó ra rất là đẹp, rất là đều. Ví dụ như phần ở trên thì nó vẫn còn trắng trắng, còn ở phần ở dưới thì nó sẽ tối hơn. Còn ở đôi này thì mình đã phải rất là khó khăn để mình tẩy màu ở phần upper làm sao cho nó không có bị thay khác màu nhiều quá so với phần midsole, nhưng mà thực sự thì gần như nhìn màu nó vẫn na ná nhau. Thành ra là có thể là lát nữa mình sẽ dùng cái bút này để mình vẽ ra để xem là cái màu của miso nó có khác hơn một xíu không. Ngoài ra thì cái chất liệu của da trên đôi giày này nó cũng khác với chất liệu da đôi giày này, thành ra là cái độ bám màu của nó cao hơn, và gần như là bạn nhìn thấy thì là cái đôi này nó giữ độ trắng, nó cream cream, còn đôi này thì gần như là nó hơi bị vàng quá. Thành ra ở đôi low top thì mình chưa ưng lắm. Nhưng mà nói chung là mình thấy cái lần thử nghiệm lần này thì cũng rút ra rất là nhiều bài học, và mình cảm thấy cũng khá là ổn. Thì có thể là bây giờ mình sẽ fix thêm một chút xíu với cả cái cây marker này để xem là có đỡ hơn không. Chúng ta lại tiếp tục những cái món đồ quen thuộc. Đầu tiên là chúng ta sẽ có cây viết này này. Đây là một cây marker thần kỳ.
mình sẽ phải nhúng cái này để cho nó bớt màu đi. Sau đó thì mình sẽ nhúng một chút ít giấy mà có cồn để mà làm cho nó dịu bớt cái này đi. Bây giờ thì mình sẽ apply cái lớp này lên cái phần midsole của đôi giày này. Đó, thì sau một hồi thì nó sẽ ra như thế này. Đó, là cái bút thần kỳ á. Nói chung là nếu mà các bạn có muốn làm thì cũng đừng làm cho nó đậm quá. Hãy để cho nó một cái gì đó nhìn nó tự nhiên một chút. Nói chung là mình sẽ phải làm cho nó phai bớt, hình như hơi bị đậm quá rồi. Nhạt nhạt thế này thì đẹp này. Cái gì cũng đừng có quá, nó vừa phải thì nó sẽ đẹp hơn. Nói chung nó là như vậy. Mình sẽ tô tô thêm một tí ở đây này. Các bạn nên nhớ nha, nhiều quá không tốt đâu. Xong. Đó, thì đây chính là thành quả cuối cùng của mình về hai đôi giày. Đó, thì qua cái video này thì mình muốn chia sẻ về cái cách của mình làm cái đôi giày của mình làm sao nó thành age kiểu như thế này, một cái phong cách 1985. Và hy vọng là cái video này sẽ giúp ích cho một số các bạn. Các bạn có thể chửi mình là mua giày về để phá rồi này này cái kia, nhưng thực sự là mình thích như vậy. Và mình đã từng là muốn để trả tiền cho người khác để mà làm được một đôi giày như thế này. Nhưng mà mình nghĩ là học được cách làm một giày da như thế này thì tại sao mình không làm một cái video để mà chia sẻ các bạn cách làm ra một đôi giày như thế này như thế nào. Có thể là cái người những cái người mà làm như thế này thì họ sẽ dùng cái cách khác chứ không sử dụng cái cách giống mình. Nhưng mà đây cũng là một cái cách để mà làm được ra một đôi giày phong cách vintage mà dễ dàng có thể làm được. Thì thời đại này nó là như vậy. Người ta thì bỏ tiền ra để mà làm một đôi giày cũ trở thành một đôi giày mới, nhưng mà cũng có rất là nhiều người bỏ rất là nhiều tiền ra để làm một đôi giày brand new, đôi giày mới tinh thành một đôi giày cũ. Thì mình đang chơi cái trò ngược lại đó. Thì hy vọng các bạn thích cái content ngày hôm nay. Và mình thích cái video này thì nhớ là like and share. Ngoài ra đừng quên subscribe channel của mình. Nhớ làm ơn share nha, tại vì mình đã phải mất rất rất nhiều thời gian để làm ra được cái video như ngày hôm nay. Ok, thì bạn thích cái video này thì nhớ là like and share. Ngoài ra đừng quên subscribe channel của mình. Nhớ là bấm hình cái chuông để cập nhật những video mới nhất mình up lên nhé. Ok, tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nhé. Peace out.